Dạ, mời cậu uống. Dạ. Để đây cậu. Mẫu đang làm gì cậu? Cậu đang đọc sách. Wow. Ủa cậu biết chữ luôn hả? Cậu đi du học bên Tây mà con sao không biết chữ. Con cũng muốn học chữ giống cậu nữa, con cũng muốn đọc sách nữa. Con thích đọc sách lắm nhưng mà tại vì con không biết chữ. Vì vậy con có muốn học không? Có. Nhà của ba làm báo đậu, ba đời làm báo đậu. Nào thì biết chữ thì cậu cũng đọc. Rồi, con thích đọc lắm rồi, chờ một chữ mấy đôi mà không biết đọc nữa. Mà chữ chạy con không mà con không chạy được theo nó. Ý là con không biết chữ thiệt. Vì vậy con có muốn học không? Để cậu dạy cho. Là cậu dạy gì hả? Để. Dạ, cậu ơn cậu nhiều nha. Vì ngồi xuống đây. Cậu không dám ngồi đó cậu. Cậu dạy cho. Cậu đứng được rồi cậu. Cậu kêu ngồi, cậu cho ngồi đi. Dạ. Nè. Con nhìn vô nó sao sao đó. Kiểu mà con thấy nó lằn ngoằn lèo mèo đi, còn ngắn lên mây vậy. Nhưng mà chữ thì con nói thật cậu con không biết, mà chữ lộn con giỏi lắm. Ôi lộn bác ý con nói là chữ con không biết chứ mà. Thì để cậu dạy vài ngày cho từ từ con biết à. Nè. Dạ. Đọc theo cậu. Dạ. Đây là A. A. Bà làm gì vậy? Dạ bà. Má. Bữa nay dám ngồi ghế luôn hả? Dạ. Con cho nó ngồi đó má. Anh em phải bị gì vậy hả? Biết rồi tụi bay đưa nó lên làm chủ nhà này luôn đi. Dạ con không dám mà. Đâu có sao đâu má, thì con đang dạy cho nó học đọc sách. Dạy đọc sách? Ừ. Không. Ủa gì vậy anh? Ơi, đang dạy cho Liễu đọc sách. Là làm người hầu kẻ hạ mà nay mà đòi học chữ học sách. Trời ơi, chi vậy? Có tác dụng gì không? Ủa con thấy anh Nam làm cũng đúng mà. Tại vì má không biết gì chứ. Bây giờ người hầu kẻ hạ ở đây phải không? Mà ra đường mình biết được miếng chữ đi, ra đường người ta sẽ nói là gia nhân trong nhà này tốt, gia nhân trong nhà này biết chữ. Ví dụ sao thì đó mình có chuyện gì cũng tính toán cũng biết được chút ít chứ má. Trời ơi, ba cái chuyện tính toán gì để quản gia người ta biết được rồi. Tối ngày nuôi heo, rồi á mần vườn tược, nấu ăn không mà biết chữ làm cái gì. Cũng không có lợi ích gì chứ. Nó phải để cho biết dạy chữ đi, cho gia nhân trong nhà này ra đường người ta hỏi ai gia nhân nhà và hội đồng chính. Rồi đó, người ta sẽ hãnh diện vì gia nhân mình biết chữ. Mà đỡ hơn mấy gia nhân hội đồng nhà người ta. Đi làm cặm cụi tối ngày biết được chữ là đâu. Nó coi đúng không? Bây giờ chưa biết chữ là muốn leo lên đầu rồi. Cái chuyện con dám một cái tao không biết là hả? Cái chuyện gì kinh khủng nó xảy ra. Biết là tụi bay làm cái gì đó tao cũng Tư. Chịu đó. Em đang dạy cho Liễu đọc sách. Đang dạy chữ cho Liễu. Mà má ra má không cho ha. Con chỉ má nói là gia nhân nhà này cần gì mà biết chữ. Tối ngày nuôi heo, cho heo ăn, nấu cơm, nấu nước, không học chữ làm gì. Thấy ngắm lòng đúng quá. Bây giờ anh Tư nghĩ thì gia nhân nhà mình đi ra đường mà biết chút chữ thì người ta sẽ nhìn vô, ta phán xét cái nhà mình là tốt, gia nhân tốt. Thấy không? Vừa mới không cho đó. Thấy vậy là quá tốt luôn quá. Ủa mà muốn dạy là thiếu gì người cũng dạy. Sao không dạy mấy thằng trai á? Chứ con gái con hứa là có cái gì đâu mà quan trọng mà phải dạy. Mấy đứa con trai nè, nó hay đi ra đường nè, nó hay đi theo tụi bay đó. Tại sao không chạy nó đi? Cái tiếp nó chạy nhỏ này à. Thì bây giờ từ từ đi con dạy hết. Đúng rồi đó má, từ từ đi. Bây giờ dạy Liễu trước đi, từ từ con dạy hết mấy đứa sao. Cái chuyện nó quá bình thường luôn mà má không cho được. Tôi mệt quá. Anh em mày muốn làm gì làm đi. Tao thì tao nói hết nổi rồi. Muốn học nhiều học đi. Rồi, thì kêu đem kêu cái 4 cái 5 nữa thì học hết giải hết luôn, giải hết cái nhà này luôn đi. Còn không mà ta đang ngồi đây ta giải ta luôn nè. Nè Dương. Bây giờ đọc theo thầy nha. Dạ. Bầu ơi thương lấy bí cùng. Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy gần khác giống. Tuy gần khác giống. Nhưng chung một vàng. Nhưng chung một vườn. Vàng. Một vàng như vườn thôi, mình kêu bằng vườn là vườn. Đúng rồi, đọc lại một lần nữa nha. Bầu ơi thương lấy bí cùng, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy gần khác dấu, tuy gần khác dấu, nhưng chung một vàng, nhưng chung một vàng. Rồi mấy đứa làm tốt lắm. Hay quá vậy, sao bạn hay cái gì? Bộ quá à. Ôi thằng thầy đẹp trai à, trai ghê luôn. Bây giờ thầy mời một em lên trả bài nha. Em là Xuân Phong. Cái bà kia. Cái bà nhà ngồi giữa lên đi. Chiêu bà. Ngồi giữa lên đi. Tôi đã tôi có thuộc rồi mà chiêu. Không ai lên gì mà em liễu đi. Ừ. Yeah. Ở tay lên. Lên bà. Lên đi lên đi lên đi. Tụi. Rồi bây giờ là đọc lại câu thơ đó cho thầy nghe. Dạ. Đọc lại thầy. Đọc lại. Dạ dạ dạ. Bầu ơi ta có bí rồi, thiếu tôm thì ra chợ mua về nấu canh. Ơi sai rồi. Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Lại đi. Hôm qua giờ thầy dạy sao? Không có phải như vậy. Đọc mà cũng đọc sai nữa. Đọc lại. Dạ. Con vậy em trả bài đi, bài hôm qua thầy đưa về nhà về học về sau trả lại. Dạ em học rồi. Học về trả bài đi. Dạ. Gì mà ba bốn gì hay là quên hết rồi? Ê, nhớ em đang nhớ lại. Nhớ thì trả bài đi. Dạ. Tình yêu như cái bánh tiêu, cắn vào một miếng mất tiêu 3 đồng. Trời. Cái gì vậy Liễu? Thầy nhớ hôm qua thầy đâu có dạy mày gì đâu. Dạ. Con nhớ, con xin lỗi thầy, con xin lỗi. Con nhớ rồi. Đọc lại. Dạ. Đường tình duyên thì em hơi lặng đặng, nhưng mà chuyện ăn nhậu thì em chấp 3 ly. Ê. Cái gì hoài vậy? Mấy câu thơ này ở đâu kìa? Nhớ lộn, không nhớ lại thầy. Nhớ cậu Năm. Nếu một mai trên đường đời anh tan nát, em xin thề tìm mình khác thế anh. Ấy. Đọc cái gì hoài với Liễu? Tối nay về chép phạt 100 lần cái bài thơ này. Nghe chưa? Cậu Năm ơi, con xin lỗi. Ngồi xuống. Cái gì vậy? Bé Tư, bé Năm thuộc bài hết chưa? Dạ rồi. Quy Tài thuộc hết chưa? Dạ rồi. Liễu lên đây, trả bài. Con nữa hả thầy? Lên đây. Đọc theo thầy. Dạ. I love you. Đúng rồi. Ai cái từ gì mà nghe lạ như thế vậy? Đây là tiếng bên Tây của thầy. Mày đi làm chưa? Mày đi làm chưa? Làm chưa hả? Đi làm rồi. Bây giờ dạy tiếng Việt đi chứ tiếng Việt con học chưa gành nữa, mà thầy dạy tiếng Tây tiếng U sao con học được? Phải học chứ cho biết. Đọc lại lần nữa nè. Ai love you. Ai? You chứ không phải là you. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ đọc theo cậu. Dạ. Nghe rõ chưa? Dạ. Con làm gì không? Ủa? Anh đang dạy cho mấy gia nhân trong nhà đọc sách vậy mà, đọc chữ. Dạ, dạy quả đen này hả? Không dạy hết trơn mấy gia nhân trong nhà luôn. Mà thầy em có muốn học không? Ngồi xuống học chung đi. Anh nghĩ sao vậy? Đường hả? Là em là con của Phú Ông, học bên Tây nghĩ sao ngồi chung với đám gia nhân này vậy? Học bên Tây chứ không phải là học đêm ở ngoài. Ủa học đêm đó? Học đêm đó. Ủa ban ngày em học không? Ai biết? Sao cô biết là tôi đi học đêm? Trời ơi, chị Linh à, chị làm gì sao mà em không biết? Biết rồi hả, cô Út như con Lãi ha, tối ngày hiểu được cái lòng dạ của tôi. Chị ơi, con Lãi là chị mới đúng chị ơi. Chuyện của người nhà người ta sao mà chị cứ qua hoài vậy? Cái căn nhà này đâu phải là của chị đâu mà chị cứ qua hoài vậy? Nhà chị có xong chị không ở. Thôi. Giờ Út có muốn họ đọc sách không? Ngồi xuống luôn. Linh ngồi xuống luôn, anh dạy cho đọc nè. Nghĩ sao mà em ngồi chung với đám này vậy? Ăn phận của nó làm sao mà anh kia ngồi chung? Thầy anh. Hả? Hay là tối nay á, anh qua ở nhà em đi, anh dạy riêng cho em đi. Đúng y chang rồi đó. Điên là gì đó, là nó qua nhà liền dạy riêng vậy đó. Vậy nó tôi muốn được học điên ghê á. Kìa mà kêu ông Tài kìa. Không, Thôi mà em biết chữ không? Là gì em thay anh dạy cho mấy cái này đi. Anh vô uống miếng nước cái. Đúng rồi đó chị lên. Dạy dạy làm gì ghê vậy? Anh vô uống miếng nước ăn ra nha. Người cố có học không? Thì chị dạy đi, không lẽ em ngồi xuống. Chị học theo tôi nè. Y. Y. Đọc lớn lên. Y. L O. L O. Cô cười gì hả? Thì chị dạy đi. Y L O. Y L O. Vậy mà nói mình biết chữ. V E. V E. V E. Y L O V E. Y L O V E. Ủa cô Linh sao con nghe cô dạy cái tiếng gì mà nó nghe lạ quá. Lạ gì có. Cái tiếng này bên Tây. Tụi mày ở đợi cho tụi mày á làm gì học tới. Đang làm gì vậy? Dạ em đang dạy chữ cho mấy cái này á. Rồi lên thôi. Nãy giờ cô Linh dạy mấy đứa gì vậy? Ai lờ que. Ai lo về luôn cái gì đó. Cái gì mà lo. Cái nghĩa đó là gì nào? Là tổ bên Tây á là I love you. Dạ. Cái nghĩa của nó á, bên tiếng bên mình á gọi là anh yêu em. Ủa còn chưa đi chợ hả? Còn đang đi làm hả? Còn em dạy có sai không vậy? Thì em học chỗ khác thì chỗ khác dạy em vậy thì em dạy là vậy thôi. Hồi nãy cậu Năm dạy. Nhưng mà anh nói gì? Tiếng của mình là anh yêu em. Có bên Tây gọi là I love you. Đúng rồi đó chị Linh. Con Tư nãy con nói. Ủa cái gì vậy? Cái gì cô dùm con? Nãy giờ anh không dạy mà vậy đó hả? Thì anh không dạy anh chị I love gì lon gì đó. Ủa, mà khoan đi. Cái này ai dạy ai viết ra từ đây vậy? Dạ cậu Năm đó. Cậu Năm á hả? Dạ. Sao nay viết cái từ ngữ ngộ tại? Con biết. Sao cô Linh nói cô Linh biết dạy? Thì anh không học khác, tao học khác. Đúng rồi. Học đêm học cái khác học ngày. Đúng rồi. Vậy hả? Cái miệng của tụi mày thế nha. Tao cô Linh nói cô Linh biết chữ. Làm gì bữa đâu có gì anh Tư? Ủa sao em dạy em đứa nó học cái gì mà em ghi là I love you rồi anh yêu là cái nghĩa đó là anh yêu em à? Cái gì? Thì từ bên Tây của người ta vậy thì ta dạy vậy thôi, sao vậy Tư? Mà sao em dạy gì mà I love you là cái nghĩa đó là anh yêu em mà em dạy ai vậy? Thì em dạy cho đám gia nhân này chứ dạy cho ai? Khoan, rõ ràng là em thấy là anh dạy cho con quả đen nha. Thì anh kêu nó lên trả bài thôi, mấy đứa này dưới nghe. Ủa chị Linh, anh Tư anh Năm của tôi á cũng dạy cho chị nhưng mà chị đâu có chịu thì dạy đám gia nhân nhà tôi chơi. Ai ngờ đâu chị đâu có biết chữ. Ai nói tôi không biết chữ? Chứ chị biết chữ là chị biết nghĩa của nó rồi. Tại vì anh Thống anh học khác, tôi học khác. Đúng rồi, mỗi người mỗi khác nhau. Đêm hát với học ngày khác nhau. Thì nó khác đó. Hồi nãy cô Linh dạy à ai là lo cái gì á cái lo. Ai lo vậy? Đi lo vậy, đi lo vậy. Mình đến hết rồi. Ai bà lại đọc như vậy? Thôi đi. Bữa nay không học gì không? Mấy đứa vô trong hết trơn, bữa nào rảnh rồi cậu Tư cô Năm dạy cho. Dạ. Nó dạy gì? Đi vô. Anh nói cái. Hả? Gì anh Tư? Em có tình ý gì con Liễu đúng không? Sao liên quan gì tới anh? Em bớt làm khổ lại nó đi. Em với con Linh á là Thanh Mai Trúc Mã. Má cũng đã nói với hội đồng á là lấy con Linh cho em rồi, nên em tránh xa ra con Liễu đi. Em tha cho nó đi, đừng làm khổ nó nữa. Nhưng mà cái chuyện này là chuyện của em anh Tư à. Anh làm anh của em, anh có quyền. Anh nhắc nhở em, anh nói em. Thì anh nhắc thì em nghe, nhưng mà chuyện này là chuyện riêng của em. Thì anh nói gì đó, tự mà em á, xem xét mà lo liệu đi. Tốt nhất là anh đừng có liên quan vào. Ủa, cậu Năm đấy con làm chưa? Dạ. để cậu làm tiếp con. Đây con làm đi con Năm, bắt con bà hội đồng thấy bà hội đồng phạt con nữa. Liễu, đến giờ mình chưa biết tình ý tao dành cho mày đó hả Liễu? Dạ tình ý gì cậu? Thật ra tao thích mày lâu rồi mày không biết hả? Con làm con ngại quá hả? Con đừng có nói vậy. Con nói gì lỡ người ta người ngoài người ta nghe, mất công người ta hiểu lầm con thiệt. Con bớt ngại lại đi. Bây giờ mà con đồng ý đi, cậu sẽ không lấy vợ nữa. Thôi cậu ơi, con không đồng ý được đâu cậu. Xe ba để nói chuyện với cậu nè. Tại sao con không đồng ý được? Tại vì con với cậu á. Bây giờ con chỉ cần đồng ý thôi, cậu đưa con lên làm mở Năm. Thôi con làm ở đợi quen rồi, ở đợi đam mê rồi, cho nên là con không thích làm mở Năm đâu. Với lại mà cậu với cô Linh á là thanh mai trúc mã với nhau. Con với thân phận của con ở đợi mà, chứ con đâu, con không dám trèo cao mờ mơ rước đèo bồng mà nó thích cậu đâu, con không dám đâu cậu. Nhưng mà có thích cô Linh, nhưng tao thích mày, nhưng mà hiểu không? Cậu có thương con á thì cậu tránh xa con ra đi, cậu đừng có gặp con nữa, mất công rồi cô Linh nó hiểu lầm rồi tội với con, rồi bà hội đồng hiểu lầm nữa rồi tội với con lắm, con không thích cậu được đâu cậu. Nhưng mà trong thời gian qua á, từ lúc gặp cậu cái giờ á thì nói ra thì con cũng có chút xíu tình cảm với cậu, con cũng thích cậu nữa. Cậu cũng thích con nữa. Ở đâu chui ra vậy ông nội? Ở đâu chui ra vậy cậu? Cậu đứng đây nãy giờ mà. Chứ không phải. Chứ không phải ai con? Dạ không có ai. Mà cậu mới nói gì vậy? Đó, cậu đâu nói gì đâu con. Con không nói gì đâu, tại vì nó chưa nắng ấy, con bị sảng á. Không mà nãy con có nói cậu có nghe cái gì đó. Không, cậu nghe lộn đó chứ con gì đâu, nghe lộn rồi đó. Vậy thôi con làm việc cho cậu vô trong mấy công nắng thôi. Thì thôi coi làm lẹ lẹ đi, ra chăm sóc cây mai cho cậu kìa. Dạ. Cái gì vậy trời, mình đang nói cái gì vậy? Liễu ơi là Liễu, mày biết mày thân phận mày đang nằm ở đâu chứ Liễu. Yeah.